Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên xe băng số và bán các thiết bị âm thanh lẻ. Thì hôm nay Hanh Nguyễn lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em đam mê âm thanh và thích sưu tầm về các dòng loa bãi của Nhật Bản. Thì hôm nay em nhận được 6 đôi loa lằm có tên là DIK và có model là BS88025 mã. Thì đây là một dòng loa bãi xịn do Nhật Bản sản xuất, có nguồn gốc và sản xuất tại trên đất nước Nhật Bản. Thì dòng BK là một dòng loa đã có thương hiệu và nổi tiếng trên thị trường Việt Nam, đã có rất nhiều các bác, các anh, các chị, các bạn và các em đang dùng, tiếp tục dùng và sẽ dùng. Thì dòng loa này có thiết kế rất đẹp, nó là một dòng loa lằm, gọi là sử dụng một bát 25 và hai tép giấy. Thứ nhất là về phía trước của nó, thứ nhất là có một cái e căng lưới sắt được mạ bằng sơn tĩnh điện, cho nên là rất là bền, không bị han, chịu đựng thời gian cũng như là không bị chóc sơn. Giữa đó là một biểu tượng BK hay còn gọi là pick, và chữ BK này được lồng vào nhau, một biểu tượng đặc biệt của dòng loa BK. Tiếp theo, phía trước chính giữa đó là sự một bát 25 gần một xốp, do vậy tiếng nó rất là ấm, ngọt và êm. Hai bên là sử dụng hai tép giấy. Thì tép giấy là một dòng tép nghe tiếng rất là giòn, ngọt và dễ nghe, giòn tan. Đây chính là thiết kế phía trước. Phần loa này được bọc một lớp màu lâu dựng giống vỏ gỗ, cho nên nó thể hiện được cái sự rất là tao nhã của dòng loa BK. Thế còn phía sau thế là thông tin về loa BK có tên là BS88025 mã. Đây là một dòng BK 25 phiên bản cao nhất của dòng BK. Đây là phiên bản cao nhất và phiên bản cuối cùng của dòng loa treo bát 25 BK. Thì dòng loa này công suất tối đa là 450W và tối thiểu là 150W, tức là âm ly các bác đạt công suất ra là 150W trên một kênh thì sẽ chơi rất tốt dòng loa này, tức là đáp tuyến nó không bị méo và dùng nội trở 8 ôm, rất phù hợp cho anh âm ly cũng như là cục đẩy. Cái dòng này có nguồn gốc xuất xứ và được sản xuất trên nước Nhật Bản, từ Japan. Đây chính là thông tin và có series của lô. Tiếp theo, và tem của hãng, và có một cái tem cảnh báo về rắc để kẹp lên loa, phân biệt rõ ràng giữa màu đen và màu đỏ để kết nối với âm ly hoặc cục đẩy. Đây là toàn bộ phía sau của dòng loa BK BS88025 mã. Hôm nay em tiếp tục nhập được 6 đôi này. Và cái dòng này thì rất phù hợp với nghe dòng nhập vàng, dòng nhập Bolero. Tiếng nó rất là ấm, mềm, tiếng trống của nó ấm, mềm, sâu. Tiếng chép nó rất là róc rách, nhẹ tan, tan biến, ngọt, không gắt, không chia lòa. Thì dòng chắc giấy các bác biết rồi. Những bác đã ở cái tuổi, ví dụ tuổi trung niên hoặc là tuổi cao niên thì nghe dòng loa rất là sướng. Và nó ngọt, độ ngọt của nó, độ êm ái của nó, cũng như độ cái thoát âm của nó. Nghe bé không bị méo và nghe to không bị méo phát tuyến. Thì đó là một cái gì mà Nhật Bản đã làm được, cung cấp được ra thị trường thế giới, đó là các dòng loa. Thì đây là phía trước, phía sau. Bây giờ em tháo loa để các bác cùng xem và cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của dòng loa BK. BK có model là BS88025 mã. Đây là em đã tháo sẵn luôn nhá. Tháo sẵn rồi. Thì dòng này phía trước nó sẽ thiết kế làm hai lớp bảo vệ, thứ nhất là bằng nhựa và được bọc lỉ màu cà phê, rất là đẹp. Tiếp theo đó là một e căng được mạ sơn tĩnh điện rất là bóng và biểu tượng BK rất là gọn kẽ. Tất cả đây đều có cái mút để tránh rè khi mà âm thanh được phát mạnh ra.
Nhà xuất là tính rất chi tiết luôn, từ cái góc cạnh của loa. Tiếp theo về bát loa, bác nhìn thấy em đây, bát loa là sử dụng một bát 25, bát 25, và cái từ này nó là từ kép rất là dày, hai lớp từ mới nhá, hai lớp từ này. Những cái loa mà từ dày thì bao giờ tiếng nó cũng sâu, ấm, mềm, cũng như là cái độ bền rất là cao, là chịu đựng được dòng lớn, là một cuộn dây đặt trong một từ trường lớn thì bạn nó truyền dẫn âm thanh rất là tốt, nó chi tiết, nó không bị méo hấp tuyến khi nghe bé như là nghe to. Đây chính là dòng loa BK, từ rất lớn mới nhá, từ lớn này, một biểu tượng BK và cái mã lô sản phẩm 12AL13. Đây chính là chân rất là lớn, kể cả trong này đều có cái tem dán thì có thể có cái còn thôi mất thôi nhá, rất là dày này. Và cái này là khung, là khung sắt, khung sắt có tất cả là 4 xương, 1, 2, 3, 4, thiết kế giống như BMW, một hãng nổi tiếng của Nhật Bản được sản xuất Trung Quốc. Mà cái màng nó là màng giấy, màng giấy sần, màng giấy sần thì bao giờ tiếng nó cũng thoát, ấm và không bị đánh, không bị rung, rung ngang. Đây chính là cái điểm giảm giật cho cái màng giấy. Thế, và tiếp theo phía trong, phía trong bây giờ sẽ bên ngoài. Đây là một dòng gân mút xốp thôi nhé. Mút xốp thì em đã nói rồi, nó khác hơn gân dầu lụa. Mút xốp là tiếng nó cũng ấm hơn, sâu hơn, nó mềm hơn. Còn gân dầu lụa là nó tiếng nó sẽ tròn chắc, nó cứng thức hơn. Thì đấy là đặc thù của từng dòng loa một, nó là phù hợp với mỗi kiểu nghe khác nhau. Gân mút xốp và màng giấy, màng giấy nó là sần cái gai ốc ấy, mà cái dòng BK đặc trưng của nó là keo hồng. Đấy. Và cái màng loa đều có biểu tượng BK rất là sắc nét chi tiết. Đây là dòng lò bãi 100% và còn nguyên zin luôn nhé, chưa làm lại, chưa cuốn lại. Có thể cái màng loa này có thể là thay vì sử dụng lâu ngày nó bị lão hóa, nó vỡ hết, cho nên là có thể cái màng loa này có thể bị thay. Nhưng thay cái màng loa này thì rất nhiều anh em giới audio cũng như là người dùng đã chấp nhận vì nó không ảnh hưởng đến từ trường đến coi loa. Đây phía trong này keo hồng đấy, còn zin còn bản luôn. Và màng nó là màng cái nhện này nó bao giờ có màu bá trâu, đặc trưng của cái dòng loa này vậy. Và keo hồng, keo hồng. Bát 25 rất là đẹp. Đây là về loa. Còn dây loa nó là có màu vàng, màu vàng để kết nối với loa bát. Còn màu trắng kết nối loa check và màu xanh. Hai màu xanh. Đây chính là check nó nhé. Check nó rất là rõ ràng, cũng là từ kép to để có chữ BK và mã lô sản phẩm. Và check rất là đẹp, đều có 12A là A. Dòng này tất cả màng loa đều có sự BK rất là rõ ràng luôn nhé, chi tiết. Dùng keo hồng, cái chiếc nó rất là ngọt, dùng hai chiếc hai bên rất là chi tiết sắc nét luôn nhé. Từ nó, những cái loại loa xịn thì bao giờ cái từ nó nhìn thấy nó khôn lắm, nó không dại, cái từ nó rất là khôn, mắt thường thôi, mắt thường thì mình có thể nào phán đoán được. Đấy. Rất là bụi trần này, dòng này còn zin luôn. Tiếp theo bên trong thùng này, đây chính là bông tiêu âm. Bông này bông rất là ngứa luôn nhé, màu vàng. Cái này là dạng thủy tinh luôn nhé, thế là nó bay vào da thịt ấy, là nó rất là ngứa, cho nên là người ta đụng trong cái túi. Và thành ở phía dưới là được bắn một lớp tiêu âm, bông tiêu âm là nhiều lớp, nhiều lớp rất là đẹp. Và đây chính là phân tần, phân tần của dòng loa BK bao giờ có một con điện trở, một cái tụ nằm phía dưới này, bạn quan sát rất nhiều. Ở đây phân tần đều có thông tin cách rõ nét luôn đấy, rõ nét này. Và bao giờ cũng có tụ đen này, cái dòng BK như vậy, BK và tem chi tiết thôi. Đây phần tần.
các cái đối xứng dòng loa anh em đã bán thì dòng BK nó đặc thù chung của nó rất là đẹp, bass 25 và từ lớn nhá, từ rất lớn, từ kép nên là cái khả năng dẫn truyền âm thanh nó rất là tốt, keo học dây điện rất là rõ ràng, màu vàng, màu xanh, màu trắng. Đây là dòng xịn của Nhật Bản luôn, sản xuất và còn riêng nguyên bản. Bây giờ em test là bản nhạc không lời, và nghe tiếng chép của nó rất là giòn. Thì chép là dòng nó BK rất là giòn, cực giòn luôn, mà ấm, nó không gắt. Các bạn cùng nghe nhé. Xin mời quý vị, nhà tôi là BK, công viên là BS8805 mã, công suất của nó là 450W, cực đại còn nhỏ nhất là 150W, đánh lò chở 8 ohm, rất phù hợp cho việc ghép âm ly cùng đẩy. Dòng loa này rất phù hợp cho nghe nhạc nhẹ, bolero, nhạc vàng. Tiếng chiếc nó rất là ngọt ngào, da diết giòn tan, tiếng trống sâu ấm và uy lực. Bây giờ em mời các bác nghe một bản nhạc có lời, nhạc bolero. Chìm vào trong bể dâu.
đôi ta bên lâu. Bây giờ em mở bản nhạc sống Tây Bắc thôi nhá. Thì trống rất là ấm mềm thôi nhá. Đó là toàn bộ những gì đó là BK, phô đen là BS88025 mã thể hiện được. Các bác có nhu cầu về dòng loa này, vừa nghe nhạc hay vừa hát karaoke tuyệt vời, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Anh Nguyễn chào các bác và hẹn gặp lại ở các clip sau.